Ngoại. Ngoại. Ngoại biết em đem chơi với bọn, đem chơi với bọn. À. Con nè. Vậy à? Thời sự, thời sự cũng là thời sự, trên một thời sự đó mà, một cảnh giác hay gì thời sự là một cảnh. Rồi thôi bà ngoại chơi xù xì với con cái nha, là vui vẻ. 2, 3 cắt cắt. Ủa anh còn bị sản anh bị ăn ở đâu ra? Cái gì? Giờ anh khỏe lắm, lắc nghe chèo ghe rồi đúng không? Trời ơi, nhắm chèo tụi tôi không? Trời ơi, quay phim lết luôn mà, quay phim đâu có vậy nổi. Đi tập diễn lên chị cua với tụi em luôn đó. Ghê chưa? Anh đi du lịch mà anh mới mặc đồ du lịch. Mặc đồ như báo chí vậy. Đó phải là báo chí. Anh về báo chí à? Chuẩn bị đồ trong đây nè. Mà sao sáng giờ anh hát có những bài nhạc bi quan không vậy? Anh Tuấn tặng cho nhóm mình một bài hát. 2, 3. Cuộc sống này gì thay đổi mà không mất đi. Lúc con người đặt yên tâm mà chẳng thay đổi là thấy. Tắt luôn rồi. Tắt rồi. Bài đi. Có ngủ được không? Đi ra rụng cộng long rồi. À đúng rồi. Ra ngoài. Rồi thôi đi thôi anh em. Bình minh ơi dậy chưa? Anh ngắm cái mặt trời lên rồi. Đúng rồi, trời ơi mình đi ra du lịch mà cảnh đẹp nữa mà để phải ngắm mặt trời. Để mình ra đây mình hát cái bài của mình nè. Không hề có một cái gì động lực đốc thúc tụi tôi gì hết. Để đây. Vô. Tuấn ra đây lẹ Tuấn ơi. Cái gì nữa? Bình minh ơi dậy chưa? Kiên Giang nha. Trời ơi Kiên Giang kìa. Cái gì? Kiên Giang kìa. Thử cách nem muối hay gì vậy? Kiên Giang đi. 2, 3. Kiên Giang kìa. Em phải nói Kiên Giang kìa. Rồi. Cái anh nói đâu? Rồi. Thấy không? Cực quá. Cái rồi anh nói đúng là cái mình nói lại nha. Ok. 2, 3. Kiên Giang kìa. Đâu? Đúng là Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây xanh ngang bóng núi, con chim nhạn hát lời tình quê. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sáng cũng đẹp, trời cũng đẹp, đất cũng đẹp, ba anh em cũng đẹp. Quay phim sâu, đây chợ vui nha, vui mà, vui đi, vui đi, đi. Biên tập làm chúng tôi mất hết một cái buổi bình minh rồi. Đúng rồi. Quá mệt mỏi. Chúng tôi phải đặt cài giờ để báo thức biên tập thôi. Biên tập gì mà ngủ quá ngủ. Ủa mình có đem đồ rồi. Đem đồ sao ta? Dạ Quy xin phụ em, anh Quy có tập tạ chung em đúng không? Có, em thấy hồi nãy anh có hít xương xương nhẹ của em. Anh hít có 2 máy xếp à. 2 máy xếp thì bây giờ anh phải cầm cái vali giùm em cầm 2 cục tạ. Ok. Anh không cầm 2 cục tạ. Anh sẽ cầm vali cho em. Trời ơi, chuẩn bị chúng mơ hết đồ rồi. Ôi, Tuấn nhớ mình đang Di Kiều về quê á. Ê, Di Kiều. Sao càng ngày càng nữ tính vậy? Sao nữ tính? Camera yêu cầu lui phim à, à Lộc, lui cung à. Nè, bây giờ em vừa đi, em vừa... Cái cực quá. Tập đùi đi. Ok, nhẹ. Tập đùi mà. 1, anh đi chậm chậm để cho em cảm nhận. 2, 3, ơi, gắn cái mạnh cứ coi. Rồi mối nó mấy người. Phạt, đinh cùng tạ. Lẹ. Âm lên. Phạt, đinh phụ cùng tạ. Đây là tầng mấy vậy? Rồi 1 đi bộ luôn. Xê. Đúng rồi. Chạy giùm em ơi. Ủa sao nó tầng 1 mà dạ xa vậy? Ai nói tầng 1 vậy? Ai nói? Thủ thông rất mệt nha. Phạt quay phim riêng cùng tạ. Hả?
trời. Ôi kìa. Đây đây đây, bỏ vô. Ủa, biên tập nữa. Hả? Nó nằm với mẹ này vậy. Không được rồi. Everything ăn mày phát hiện rồi. Dạ, nhìn bánh chuối thèm thuồng quá. Bánh chuối hả? Không xin ăn, sáng sớm xui. Ủa vậy? Đi quay review thôi. Không có xin ăn, review thôi. Review quay review thôi. Đây là các loại bánh nhân gian. Ủa chị, à, cô bán được bao nhiêu năm rồi cô? Dạ. Mười mấy năm rồi hả? Cái này bánh gì cô? Bánh quy. Bánh quy. Quy. Ôi ôi. Review thôi. Còn nếu muốn ví dụ là bây giờ cô đẩy xe cho cô đi đoạn bán, mình đổi thành bánh được không cô? Ồ, hấp dẫn quá mọi người ơi, cô bán mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm gia truyền. Có truyền lại không cô? Có từ đời trước truyền lại không? Có chứ. Đời truyền đời ba hả cô? Hai ba, hai ngày một đêm. Yeah. Mà trẻ quá trời luôn. Bớt trẻ lắm rồi đó cô. Bớt lắm rồi đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đá đẹp trai, quá trẻ. Dạ. Đây, khu chợ đã tới. Dạ, chào chị. Dạ, chào mẹ. Sáng. Trời sáng khỏe chị ha. Dạ khoan, từ từ. Dạ, chị qua chị. Ồ dạ dạ, dạ, cảm ơn cả nhà. Chị. Cảm ơn chị. Đây là trước chợ chưa? Đây là chợ rồi nè. Ai trước, anh trước đi. Bây giờ anh sẽ, chị. Em hỏi cái nè. Tụi em đang tham gia một cái thử thách. Là tụi em sẽ tìm 10 người đem cho bánh sushi. Ủa được không chị? Ủa? Thì bây giờ nhắc được chưa? Được không? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa mọi người, họ chơi quẩn đường xì với mình hả? Bị đuổi, quê. Quê. Trời ơi, anh quê quá ơi. Bây giờ phải tìm người khác. Kêu Minh Tuấn đâu? Chị đây. Đây nè. Anh xoay tách lẻ quá. Không, để làm miếng thôi nhưng mà đi rồi. Bây giờ phải bây giờ tìm một... Đi vô trong đi. Chị mặc tiền, bây giờ phải vô trong nữa. Trời đất ơi. Tính ra chợ mình có khoảng tầm 20 người à trời. Ủa em? Chị. Ví dụ ủa, như mình là đi tùm lum em biên tập. Chơi đi. Mình kiếm một người rồi ba người chung chơi chung luôn. Xin phép chị phiền chị một phút được không? Quảnh đồ xì thôi. Ví dụ là chị ra cái bao, em ra cái kéo là thắng rồi. Nha, chị ra cái bao nha. Thử nha. 1, 2, 3. Yeah! Em nói chị. Cảm ơn chị. 1, 2, em ra cái búa, chị anh ra cái đinh. Đây là cái rồi, kéo rồi, cái kéo rồi, cái kéo á. Bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xong đây, 1, 2, 3. Thắng rồi, yeah. Quỷ gì? Chơi thua. Sao quýnh em? Hả? Không, vợ em tháng 8 mới sinh. Rồi, hỏi thương, hỏi vợ em sinh chưa? Có rủ ngoại kìa, để tôi qua ngoại ra ngoại. Đây. Đâu ngoại đâu. Ngoại kìa ngoại. Đâu ngoại đâu, ngoại đâu. Ngoại. Ngoại. Ngoại biết em đem chơi với bội. Đem chơi với bội. À. Con nè. Con đầu mới con tin rồi hơn. Vậy hả? Ngoại cũng bỏ thời sự, ngoại cũng thấy con. Thời sự. Thời sự. Chém một thời sự á ngoại. Ngoại ông cũng có thời sự. Một cảnh giác hay gì ngoại? Thời sự là một cảnh. Rồi, thôi bà ngoại chơi sù sì với con cái nha. Lại vui vẻ, 2, 3, cắt, cắt. Lại ngoại ơi, ngoại ơi. Ngoại bà ngoại. Chưa, anh chưa. Anh trai. Sù xì, sù xì nè. 2, 3. Quảnh sù xì không? 2, 3. Quảnh sù xì một cái đó được rồi. Ok, cảm ơn ngoại nha. Không thắng thôi gì hết, quảnh sù xì thôi nha. 1, 2, 3. Ok. Trời ơi. Đứt khẩu trang rồi. Anh thua rồi Lâm ơi. Trời ơi. Cho em cái khẩu trang không được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Quảnh sushi cái nha, quảnh sushi cái đi. Em ra cái gì, em ra cái gì? Quảnh sushi với anh à. Lấy ăn. Một, hai. Một, hai, ba.
đi cho tôi bắn thật. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Thôi anh thua rồi. Cảm ơn em. Kìa cái em bé kìa, ra chơi với em bé. Rồi, cảm ơn. Mấy người rồi, mấy người rồi. Hai. Đi, qua đây, qua đây, qua đây. Anh là một thắng một thua. Qua đây, qua đây. Sushi Vũ Lâm. Sushi. Một, hai. Sushi Vũ Lâm con, hai, ba. Con. Không, không sợ hả? Bé nó sợ quá. Sushi, sushi cho dập. Sushi. Thôi em thua luôn. Em thua luôn. Lâm ơi, anh Lâm. Lớn mình thua ba ván Lâm ơi. Sao anh thua hoài vậy? Thua đó hoài vậy? Thua đó. Qua bé nè. Ê Lâm, thằng bé này chắc chắn sẽ thắng. Không chơi, em đủ rồi, không chơi. Con, chơi quỉnh tù xì không? Bá xì. Chơi đi. Quỉnh tù xì. Vô cảm luôn, vô cảm luôn, không chơi. Nè, chơi. Staying at home, turn off the phone, I will listen.